VN Review. Mới đây thôi, ngay vào lúc 20 giờ tối nay thì Bích Phương đã chính thức cho ra mắt sản phẩm mới nhất của mình mang tên là Đi Đu Đưa Đi. Và sản phẩm mới nhất này lại tiếp tục khiến cho khán giả thỏa mãn cả về phần nghe lẫn phần nhìn. Đây cũng là một sản phẩm đánh dấu sự táo bạo trong con mắt nghệ thuật của Bích Phương với những hình ảnh nóng bỏng mắt. Nội dung MV kể về giấc mộng kỳ lạ của một bà lão đặt trong bối cảnh tương lai. Bà mơ về mình lúc còn trẻ, chìm đắm trong một bữa tiệc kỳ ảo, trở về thời còn con gái. Nội dung nghe thì deep vậy thôi, tuy nhiên xuyên suốt MV là những phân cảnh vô cùng là lầy lội, sexy và quyến rũ của Bích Phương. Chúng ta sẽ thấy một buổi tiệc vô cùng là nhộn nhịp mà nơi đó Bích Phương là nữ hoàng nhảy nhót ở đây. Mở đầu MV là hình ảnh nghệ sĩ ưu tú Lê Thiện xuất hiện trong hình ảnh một cụ bà tóc đã bạc chìm vào một giấc mơ kỳ lạ. Liền sau đó là cảnh tượng một cô gái còn quê lạc lõng giữa một bữa tiệc disco. Cô gái nhanh chóng phải lòng một chàng nam thần lực lưỡng ngời ngời. Tuy nhiên với ngoại hình dính phèn, làm sao cô có thể lọt vào mắt xanh của chàng thiếu gia được? Với sự góp ý của hội chị em bạn gì, cô đã có màn lột xác thành công, được trải qua nhiều cấp độ, từ nhẹ nhàng dần dà trở nên mạnh mẽ và sau đó là hoang dại. MV lần này tiếp tục khẳng định nhan sắc của Bích Phương ngày càng mặn mà qua từng MV. Và trong MV lần này, Bích Phương cũng không quên tranh thủ khoe vòng một đầy quyến rũ để cho fan khỏi trách. Một trong những phân cảnh gây nóng mắt nhất MV chính là trò tu si cởi đồ, tưởng chỉ có trong phim 16 cộng nhưng lại được Bích Phương mang vào vô cùng duyên dáng và cũng không kém phần gợi cảm. Cuối cùng thì Bích Phương cũng đã đạt đến cảnh giới cao nhất và biến chàng trai thành chú hiêu ngơ ngác và rồi lạc trôi ra ngoài vũ trụ đầy áo rượu. Tất nhiên trong phân cảnh lãng mạn này thì không thể không có phân cảnh trao nhau nụ hôn nồng cháy. Một cảnh quay nữa cũng nóng bỏng mắt không kém, đó chính là phân cảnh cận cảnh bờ ngực đầy quyến rũ khiến chị em mất máu của nam chính. Và tiếp tục là dòng mật mã BP2812 đã xuất hiện. Đây chắc chắn là dòng mật mã khiến fan điên đầu những ngày nay kể từ đoạn clip reaction đã được tiết lộ. Đi Đu Đưa Đi được viết bởi Tiên Cookie và được nhào nặn lại bởi Dương Cây. Đây là bộ 3 đã khiến cho các bảng xếp hạng âm nhạc chao đảo với những hit trước đó như là Bùa Yêu hay là Chị Ngả Em Nâng. Nếu như ở Bùa Yêu là một ca khúc dance pop kết hợp với yếu tố dân gian đương đại thì Chị Ngả Em Nâng là một bản pop Moonbatten và Đi Đu Đưa Đi là một bản disco cực kỳ sôi động, đưa khán giả hoài niệm về những bản hit đình đám của thập niên 80 hay 90 thế kỷ trước. Tuy nhiên thì giai điệu của Đi Đu Đưa Đi không hề lỗi thời, trái lại lại cực kỳ thời thượng với những giai điệu deep house được lồng ghép mượt mà, tạo nên một ca khúc không thể thiếu trong những buổi tiệc tùng. Các bạn cảm thấy sản phẩm mới nhất của Bích Phương như thế nào? Cá nhân Linh thì Linh vô cùng thích sản phẩm này, từ phần nghe cho đến phần nhìn và đặc biệt thì là bối cảnh vô cùng là gần gũi và sôi động. Còn các bạn thấy sản phẩm này như thế nào thì cũng đừng quên để lại ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận nhé. Cũng đừng quên nữa là để lại một like và một subscribe để ủng hộ VN Review. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người. Bây giờ Linh sẽ đi xem MV tiếp đây. Bye bye.